Ich muss mal Geburtstag schenken. Ich bin schön zum Kopf kriegen. Das ist einfach so von mir. Ey, ich will ja mit Tattoos machen. Das weiß ich. Das will ich aber. Lava und Dame. Vielleicht von den Stellen. Ich weiß nicht genau, ja, wo. Sag mir mal die, ja, aber sag mir mal die, wo du jetzt, die du am meisten denken würdest. So. Außer Rippen, weil das zu weh für dich. Ja, ich wollte vielleicht raus. Hier so was Kleines machen. Stimmt, dass sie so fett haben. Oh, stimmt. Das ist doch Spaß. Dann sind es auch noch weniger weh. Ah, danke, also für die Fettarme. Ich hatte so Spaß. Und ich weiß noch irgendwo. Sein Serum. Ey. Sein Serum habe ich dir gegeben. Ja, aber die. Ich mag die irgendwie. Die haben so einen Cat-Eye-Effekt. Ja, das heißt nicht, dass dein Gesicht schön ist. Ich mag die Runde. Warum habe ich das Oberteil noch nicht gesehen? Ein Kürzchen und gar nicht. Das ist mindestens 5 Jahre alt. Oh Gott. Doch in der. Was macht die schön? Tippen. Er hat gerade mal so gehört. Ich bin immer noch dafür, dass du dir rote Haare machst. Mhm. Damit noch mehr jeder denkt, dass ich so ein Abklatsch von dir bin. Ja. Mhm. Oder so Bordeaux-rot. So rot. Ich meine, ich habe keine roten Haare, das kannst du vergessen. Warum bin ich hässlich? Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Oder so dunkelbraun, du musst eher so blondlich sein, ne? Ich finde es dunkel für heller. Ich traue mich nicht mal Strähnchen zu machen, das wird wahrscheinlich eh nicht was. Ja, blondieren ist halt, das kann man so schlecht retten. Aber eigentlich habe ich schon Bock, heller zu werden. So ein helleres Braun, aber wie soll ich denn ein heller zu werden? Down in Neighborhood, hello, Leute. Nee. So ein Straßenköter. Also noch dunkler. Ich weiß gar nicht, ob es so steht. Nee, mit tut mir. Also braun auf jeden Fall noch mal heller. Also einfach hier oben so braun und dann so hier so strähnig oder was? Nee. Bin ich 2014 gelandet? Nee, ich will einfach ein heller und so ein hellbraun als Haarfarbe, aber komplett. Aber ach so, aber nicht so strähnig, sondern so komplett. Der Strähnchen, da würde ich dann so in die Blond-Richtung gehen. Du willst so komplett einmal so heller werden und dann Strähnchen rein. Không muốn không đông lắm. Entweder oder. Ach so. Nói chung là nó cũng chỉ tầm như mùa hè thôi. Nhưng mà ngày mà đông khách mà dài là chán rồi. Mình đặt lên khoảng tầm 90% nhé. Chúc tay xuống. Đó. Bột nó đang dẻo ấy, thì mình tản nó xuống đây một chút để nó không bị chảy. Rồi bây giờ mình mới đẩy bột lên một chút. Đẩy lên để cho nó sát cái cuticle. Rồi. Cái này bột nó đã đủ dẻo rồi. Bây giờ mình mới vuốt. Mình vuốt nhẹ nhàng thôi. Rồi, cục này mình đặt nó cũng hơi xa. Meine Mom schneidet mir auch manchmal die Spitzen. Schön, dass deine Mutter die Spitzen schneidet. Ich glaube, also ein bisschen was anderes, wenn ich Strähnchen. Ich bin eh so ein hoher Friseur, Alter. Ich würde nur nhẹ nhàng, ne? Ich habe ein Boot, das ist ein Wein. Bestimmt, der Boot ist ein Friseur. Ja, ja. Ich hätte es sogar voll cool, aber da gibt es ja gar keine Potter, Alter. Und dann musst du halt auch so. Ja, also du musst ja. Da kommen halt so Leute auch hin mit so fettigen Haaren wie ich und dann musst du die so waschen.
Giờ mình mới chỉnh lại cái cuticle nhé. Mình mà dù không sử dụng kia đâu, phải tỉnh không? Also was heißt Petticoat? Wo ich meinen Haarauftrag wirklich mal. Để cho nó nằm dưới thôi. Bây giờ đắp móng dài đơn giản luôn. Đó. Mình lấy một lượng bột này. Mọi người nhìn này. Bao giờ móng dài ấy, thì mình lấy bột nó cũng to, cục nó to hơn ấy. Mình đặt lên 90% nhé. Đừng đặt sát quá, 90% thôi. Tại vì sao mình còn phải để cái chỗ này là mình tạo cho nó cái cầu móng. Cho cái cuticle mình nó mỏng thôi. Chúc tay xuống này. Mình đẩy nhẹ bột lên này. Đó. Mình đẩy nhẹ bột lên này. Hai bên nhẹ lên một chút. Rồi, bây giờ mình ốp hai bên vào. Đó. Bây giờ mình đã tạo được một cái cầu móng rồi. Nhìn thấy chưa? Tí nữa mình mới vuốt nó nhẹ xuống. Giờ mình chăm sóc ở dưới đã. Đấy, bây giờ mình mới vuốt nó ra này. Thấy chưa? Đó, thì mình sẽ để nguyên ở cái điểm đấy thì mình sẽ tạo được một cái cầu móng. Cái điểm đặt bột của mình là cái điểm cầu móng đó. Nên là mình phải giữ nguyên nó. Đắp móng dài nha, nó phải hơi chậm đi một chút. Tí nữa mình rũa nó sẽ nhanh. Cố gắng cho nó gọn vào. Thấy chưa? Đấy, mình đã tạo một cái cầu móng, cái độ dày của nó nhất định. Đâu anh em chia sẻ cho em phát nào. Lâu lắm rồi em không làm móng dài, mọi người lại bảo là toàn móng ngắn. Đó, em biết làm móng dài đấy. Rồi mình đặt 90% kéo bột xuống này. Khi này bột nó chưa chảy ấy, chưa dẻo ấy, thì mình sẽ tản nó xuống để cho nó dẻo cái bột nhá. Đừng để yên một chỗ, để yên một chỗ là bột nó sẽ bị khô và nó sẽ bị cứng. Khi này mình sẽ đẩy bột lên cuticle nhẹ nhàng thôi. Rồi mình ôm hai bên vào. Đó, chỗ nào tí nữa mình ít rũa thì mình sẽ phải ôm nó vào. Đó. Tí nữa mình không phải ôm rũa nhiều quá. Rồi ra đây mình vuốt thoải mái tay đi. Khi mình biết được căn là một cái lượng bột ấy, nó vừa đủ một ngón ấy, dù dài hay ngắn thì mình sẽ kiểm soát được. Đó, cái này bột nó khô rồi thì mình mới cắt. Thấy chưa? Pén một cái nó chỉ còn thừa một chút thôi. Có một cục dài nó chỉ thừa một chút thôi. Không đáng kể. Ok chưa? Đó. Đắp móng dài thì mình vuốt một chút ni quỳt ở dưới khít này nhá. Để làm sao cho nó có cái độ nó chảy. Con cái thì đa số mọi người sẽ phải đắp hai cục, mình sẽ đắp một cục. Với cái bút số 14 này nó rất là lợi hại. Đó, mình lấy một cục to này, kéo xuống. Rồi. Hơi đẩy lên một xíu nha. Rồi, tại con cái mà. Chúc tay xuống này. Rồi. Lau chổi, lau bút sạch sẽ, thấm ni quỳt một chút. Đó. Mình đẩy nó nhẹ lên thôi cho nó sát cuticle cho nó tròn này. Vuốt hai bên xuống. Chúc tay xuống nhé. Vuốt hai bên xuống này. Rồi. Tầm này mình đừng chạm vào cuticle nữa. Mình chạm nó ở dưới cái điểm thíp nối này thôi nhỉ. Để làm sao mình hạ cho nó thấp xuống. Và giữ nguyên cái cầu móng. Khi mình đặt thíp lên ấy, thì mình giữ nguyên cầu móng này. Đó, thấy chưa mọi người nhìn nhé. Cái cầu móng này trườn ra đây này. Giờ mình mới vuốt nó thoải mái luôn. Đặt vô tư luôn. Vuốt bao giờ cho nó mịn màng thì thôi. Được chưa? Ok chưa? Đó. Rồi ra đây mình mới cắt này. Nhẹ nhàng.
Keng keng. Đó. Hello chị Mai. Màu này là màu L05. Đấy chưa? Ok. Quan trọng nhất này, mình đắp ấy thì cái mặt dưới của nó mình nên cho nó sạch một chút. Màu này là màu L05. Mịn như da em bé luôn chị Mai ơi. Mịn như da em bé luôn. Mọi người đừng quan trọng là bút size to sẽ lấy được nhiều bột nhé. Quan trọng là cái chất liệu bút thôi. Đó, mình sẽ lấy size 14 này mình đắp. Móng gọi là, móng này gọi là móng dài rồi. Chứ không phải là, móng gọi là hơi siêu siêu dài một tí. Rồi mình đẩy nhẹ nhàng lên. Dồn bột lên, trả nó vào cái đấy. Mình ôm hai bên vào. Từ từ ẵng vuốt cuticle nhé. Đấy, bây giờ mình mới vuốt này. Thì để cho nó mịn, nó không bị trôi mất. Thế này mình mới vuốt xuống dưới. Nói chung là mình biết cái điểm nào mình cần vuốt và cái điểm nào mình không cần vuốt ấy. Để làm sao để tí nữa mình đỡ phải rũa nhiều và chạy máy nhiều. Quan trọng cái bề mặt này nó càng mịn nó càng tốt. Pen. Thấy chưa? Ok ok. Cái cuticle nó hơi hơi thiếu một chút ấy. Mình lấy thêm một tí nữa nhé. Mình dặm nó vào cuticle này cho nó tròn nó sát đi. Rồi. Đó. Mình linh sạch hai bên này đi nhá. Rồi. Rồi. Cho bột nó xuống dưới này thôi nha. Đó. Đẹp luôn. Út trời. Thank you chị. Mình lấy đặt lên 90% này. 1, 2, 3. Nhấc nó lên, đẩy ngược nó lại. Giữ nguyên cái mức độ 90% này để mình tản bột ở dưới này ra. Đừng để cho bột nó một chỗ. Để một cục bột ấy, để mình vuốt ấy, là nó sẽ bị, nó bị cứng và nó không được dẻo. Nó sẽ dễ bị khô. Và mình sẽ phải nhanh tay hơn. Đó, thấy chưa? Đấy, mình tạo được một cái điểm U rồi thì thôi. Vuốt bột nó vào gọn gàng. Vuốt nó xuống. Cứ bình tĩnh đi nhá, đừng vội. Mình làm cái gì mình phải bình tĩnh thôi. Đó. Nói chung là cái cầu móng này thì nó đa dạng quá. Chỗ cao, chỗ thấp. Mình phải tùy thuộc theo móng tay của khách nữa. Đó, cắt bớt đi. Nói chung là mình bột nó thừa ấy, mình chỉ có một xíu thôi, mình không bị mất nhiều bột đâu. Yeah. Cái cục này nó hơi bị thô. Tí nữa mình chạy máy thì nó sẽ hết, nhưng mà mình sẽ phải chêm một chút nữa vào cái cuticle này. Đó. Tí nữa mình chạy máy đi là nó sẽ hết. Hello anh em. Anh em yêu quý có thể cho một xe nào. Mọi người thường đặt hay rúi bột ấy, mình sẽ không rúi đâu, mình sẽ đẩy nó nhẹ lên thôi. Để mình tạo được cho nó một cái nhất định. Đó, bây giờ mình mới đẩy bột lên này. Cho cuticle này cho nó tròn tròn một chút. Yeah.
länger als ich. Okay, die sind auch ein bisschen zu lang. Aber doch, ich meine, so scheiße. Oh nein, guck mal, die sind nur ein bisschen kürzer. Ja, halt dein Nagel daneben. Das sind nicht viel. Natürlich. Okay, das war an. Hai đồng hương, mọi người có thể chia sẻ cho mình tí nha, để có động lực. Đó, mọi người thấy double đơn giản không? Quá đơn giản luôn, có 3 yếu tố thôi. Bột ngon ni quỷ bình thường và bút ngon thì đắp được cân tất các mặt trận luôn. Đó. Mọi người thấy lấy cục bột nó chả bá chưa? Đặt lấy 9%, 1, 2, 3 kéo xuống. Chúc cái tay xuống nhá, đẩy bột ngược lên này. Nhẹ nhàng thôi. Rồi, chúc cái tay xuống. Đó, bột nó rất dẻo. Rồi, đi xuống. Nhẹ nhàng thôi, chúc tay xuống. Rồi, mình đẩy bột lên. Cuticle, cho nó tròn một xíu. Rồi, tí nữa mình chỉnh ra sau. Bây giờ đang ướt ấy. Mình sẽ xử lý nó ở dưới này. Đó. Mình xử lý nó ở dưới này này. Đó. Xử lý phần dưới tít này nhá. Mình vuốt kéo nó xuống. Hai bên nhẹ nhàng thôi. Kéo từ từ thôi để mình làm sao mình nắn cho cái độ mịn nó cân bằng. Hello Sinh. Cho nó cân bằng với cả cái bề mặt nhé, không là chỗ lồi chỗ lõm ấy, móng dài là hay bị chỗ lồi chỗ lõm nhất là đoạn này này. Đó. Nên là mình sẽ kéo từ từ thôi, vuốt nhẹ nhàng thôi, vuốt thật là nhẹ nhàng thôi. Rồi ra đây mình cắt đi này. Đó. Chiêu 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 này. Tay này là nó bị lỗi ở cái chỗ đấy, nên nó có bị chấm đỏ. Thấy chưa? Cái bề mặt này, chang chang chang. Nếu muốn cái cuticle nó được bình thường ấy. Ok chị ơi, tí nữa em làm xong em sẽ đọc ạ. Sinh ơi, anh còn đang muốn học em đây này. Em đã bí gẹo anh rồi. Em làm nó giờ nó quá đỉnh rồi. Mọi người cho một quả chia sẻ nào. Đúng. Với móng cái ấy, thường thường mọi người đáp ấy, mọi người sẽ dùng hai cục nhé. Còn móng cái này là mình đắp là dành cho những level nó hơi pro một tí. Đó. Rồi mình đẩy lên nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình tản bột ra cho nó ôm ở trên móng thật nhé. Rồi, chúc tay xuống này, mình đi cuticle nhẹ nhàng. Rồi, đẩy hai bên. Kéo ôm vào. Chỗ nào tí nữa mình cần ốp rũa là mình sẽ phải ôm nó vào luôn nhé. Nhẹ nhàng thôi. Rồi, đến cái tầm này là mình phải vừa làm vừa bình tĩnh. Bình tĩnh để làm sao? Bình tĩnh thì mình xử lý để cho những cái bề mặt này này, mình vuốt đến đâu ấy, nó không bị nõm lên đấy. Mình vuốt nó nhẹ nhàng thôi. Vuốt nó bình tĩnh thôi. Đó, để mình xử lý nó. Làm sao cho cái bề mặt nó thật là mịn. Tí nữa mình đỡ mất công. Nếu mà bột ra đây quá thì mình chèn nó vào. Đó. Để làm sao cho nó đều bột ở cái đầu móng. Cái đầu móng này không nhất thiết phải quá dày đâu. Thì nó sẽ tốt. Đó. Mà đừng để nó cụp quá. Nếu mình để nó cụp là nó sẽ không đẹp. Rồi. Thấy chưa? Đó. Mình làm sao để cho cái bề mặt này nó sẽ đều, nó không bị lõm. Hai bên nó không bị hóp vào chỗ này. Nó sẽ đẹp hơn. Đó, mới đắp ra nó hơi xấu tí. Nó phát lên, phát lên, phát. Cái chân này nó hơi xấu một tí thì mình lại xử lý tiếp nhá. Cho một xíu thôi. Rồi. Đặt nó lên. Đó.
Xong rồi mình lau bút nó sạch sẽ. Đấy, mình chỉ quen dùng bút số 14 thôi. Mà 14 là nó đắt là cũng ba cháy lắm ấy. Đừng nghĩ 14 nó không đắt được ba cháy đâu nhá. 14 nó đắt là siêu 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 mượt luôn ấy. Bảo là 5 năm siêu dẻo luôn. Bút đắp bột mình vẫn có nhá. Anh mà lấy bút đắp bột thì cứ inbox. Nói chung là làm không có đẹp nên anh em đừng cười. Bóng này nó cũng thuộc dạng là bóng siêu dài đấy. Mình tách bột ra một chút nhé, hơi ôm nó vào. Đó. Hơi ôm nó vào. Nãy giờ mình ôm nó rồi nhưng mình sẽ phải ôm lại. Nó mọc lên là mình cốt cho cái chỗ này nó tí nữa mình đỡ bị chạy máy. Mình căn làm sao cái đầu móng này cái độ dày nó bằng nhau ấy, thì nó ok. Ra một chút chỗ này ngón đầu tiên nên là nó hơi bị ra ngoài một xíu. Đó, mình hơi ốp nó vào, kéo thẳng tay nhé. Bây giờ mình kéo thẳng tay này, nghiêng giữa rồi bên này được, kéo thẳng tay này, nghiêng giữa, nghiêng nhẹ thôi. Làm đi ở dưới dầm nó thẳng. Ok luôn, bên lạnh thế này. Khi nó thẳng vào trong này rồi là ok rồi. Đó. Làm đi đầu móng nữa. Đầu nó hơi cao quá, mình sẽ hạ nó xuống. Đó. Tip mua của cái tip này là của của Trương Tường nó tặng. Trương Tường bán tip. À quên. Của sorry anh em, của Julian Hồ. À, mọi người lại hỏi thằng em trên tường đấy, chửi cho mà quá thích đâu của Julian Hồ. Tít XL, 3XL cũng có. Tách nó ra một chút nhé.
đặt thẳng tay là mình kéo ha. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cách giữa khác nhau, nó cũng tương tự như thế nhưng mà mỗi người sẽ quen tay, mình nói là quen tay khác nhau. Khi mình đã bắt bột nó đã gọn gọn đấy thì lúc mình giũa nó sẽ nhàn hơn, mình không phải móc móc ở dưới lên làm gì cả. À, những cái tật này là cái thằng giũa móng dài nhiều, móng ngắn thì không bị đâu, chủ yếu những ông giũa móng dài nhiều nó sẽ bị khuyết ở đấy. Cái tin anh đi, em có để ý ông nào giũa móng dài nhiều chỗ đấy không bao giờ mọc được luôn đấy. Tại vì đa số toàn để như này nó tì mà. Ok chưa? Mà lem, mà lem, mà lem. Hello anh em bổ cho một quả sẻ. Tách ra. Kéo đặt giữa này, kéo thẳng này. Nhẹ nhàng với ốp và đó, mình sẽ có một cái đường thẳng. Tại vì vốn dĩ cái bề mặt của mình ấy, cái bề mặt trên này nó đã rất là ok rồi thì thôi mình chỉ cần giũa qua thôi là được. Ok, ấy à. Mình rõ cái đoạn hai cái bên trục này là cho nó ôm vào một chút này, rõ cho nó thẳng để mình kéo nó. Hai cái trục song song này mình luôn luôn là mình giũa vào nhé. Không biết cho mọi người lấy cái tiền dài này bao nhiêu tiền. Mình nguyên cái tiền dài này xong mình đã chén mất của nó khoảng tầm 35-40 đồng rồi. Em sẽ bị lệch bên trái á, lệch bên trái tại vì em hay luồn từ dưới quá. Khi em gắn tít nó đã thẳng rồi đúng không? Khi em gắn tít nó thẳng rồi á thì làm sao? Hai cái trục này của em, em đi nó trước đi, đó, em đi hai cái trục này trước đi. Chứ mình đừng luồn từ dưới này, mình luồn đi, luồn như này này,
dễ bị méo lắm. Mọi người hay luồn từ dưới này lên này. Đấy. Vắt này, vắt này. Nó chỉnh nó lâu ra. Mình kéo luôn đường thẳng này luôn này. Ốp nó vào phát xong. Kéo ốp vào phát xong. Quan trọng là khi mình đắp bột. Đấy, mình đi ở dưới gầm lên này. Thì làm sao mà nó méo được. Đấy, đây là cái rũa đơn giản nhất. Gọn lẹ hết. Mình không phải luồn ở dưới. Mỗi người sẽ có một cái cách quen tay khác nhau. Tư thế ngồi á, song song thẳng với cả móng. Người mình ngồi như nào thì móng nó ngồi thẳng như thế, như này này. Đó. Móng mình đang để thẳng là người mình đang thẳng theo nó đấy. Và mặt mình ngửa lên trần nhà, mình rũa. À quên, nâng mình thẳng. Nâng mình thẳng, cổ mình thẳng, đừng cúi. Cúi làm gì cho nó. Nghe bảo. Mặt mà lên trần nhà thì khỏi rũa luôn. Món này nó hơi bị dày ở cái đầu, mình phải chỉnh lại cái đầu một chút. À, mình rõ cũng bị nạch. Nhưng mà mình mỗi người một kinh nghiệm thì... thật sự là mình chưa đi dạy nên mình cũng chưa biết chỉ các bạn là cách như nào luôn ấy. Mình chỉ làm theo những gì mình làm thôi. Oh la la. So ein bisschen kürzer. Bisschen kürzer? Ja. Lại cho cố lên, bắt đầu bắt người ta rũa xuống. Nó ác không? Mặn nát à? Chắc chưa đóng tiền mạng này nó nát đấy. Ich habe noch mal
Noch wird fertig. Giờ mình chạy máy nhé. Cái chạy máy này thì ai cũng chạy giống nhau rồi nên là mình sẽ bỏ qua. Có một cô em chuyên hỏi độ dày mỏng đây. Mình dày thì mình chỉ cần ở cái đoạn này thôi. Ở cái đoạn nối tiếp ấy, người ta gọi là cầu móng ấy, ví dụ cái đoạn này này thì mình cần nó dày thôi. Làm ra ngoài này nó mỏng thoải mái luôn, đầu móng nó mỏng vô tư cũng được, nhưng mà muốn khách người ta không chơi không bị mất tép ấy thì cái đầu móng của mình nó cũng hơi dày một xíu thì nó sẽ đỡ. Hôm nay gọi là siêu dày. Làm rất cẩn thận. Ồ ồ. Video này mình sẽ không lưu lại,
tắt video này mình sẽ xóa. Thời gian mình đi nó từ từ thôi, nếu nó nào nó canh ra thì mình sẽ gảy nó đi. Muốn cái đầu nó bén nhé, mình cầm thẳng thôi, mình cầm thẳng cây rũa mình đi nó nhẹ thôi.
Design ist ja nicht so wichtig, ne? Das Design ist bestimmt voll viel Arbeit. Bestimmt auch nicht einmal produktiv. Mình sẽ không nhặt nhiều đâu, nhặt nhiều nó sẽ tổn hại da nó quá. Scheiß drauf, wo ich gesagt habe, ich mache mich fürs neue Schuljahr nehmen. Das ist mir egal. Ja, ist so. Ich bin anders als du. Ja, bei dir ist jetzt scheiß drauf, weil du Inno-Kurse hast. Ich habe auch schon auch zu meiner neuen, damals in die E-Phase, mich auch mit langen Nägeln hin. Da kannst du aber jetzt schon bald. Das waren die, na, da kann ich doch mal laufen. Das hat auch so doch diese Dings da. Bei uns diese French Days gemacht haben, das erste Mal. Nur auch bei diesen Azubis hat man, weißt du das noch? Was für French? Das weiß ich sonst immer. Ja. Ja. Von uns das erste Mal. Das war auch das einzige Mal schon. Hm, ich würde das ja danach machen. Ich mag das nicht. Ich finde das schön. Aber nicht bei so langen. Doch, bei langen finde ich auch schön. Ich hatte das erst einmal. Aber das ist jetzt ein anderes, was ich jetzt nehme. Okay. Ist das normal? Aber ich finde das auch schön, dieses French, aber ich brauche mal Acrylzahn und so. Okay, jetzt sind die Basic geworden, weil meine Mann die gezahlt hat, wollte ich nicht übertreiben. Ein Basic. Alter, da sind da so Steine drauf. Ja, aber die Farbe ist. Die Farbe ist schön komisch. Ja, ich finde die voll schön. Ja, ich sag nicht, dass sie jetzt geht, ich sag nur, das ist ein komisch. Ja, ich wollte eigentlich so ein. Jetzt hättest du gesagt, ich will so ein blau-grün, gelb-weiß Mix. Ja, ich wollte eigentlich so ein. Ich wollte eigentlich so ein. Ins Gräuliche rein. Hat super geklappt, meint. Ja. Und dann
sag ich so, nee, ich finde die Farbe doch nicht schön, sondern wir auf spontan eine andere, dann wäre wirklich schön. Die Angst von meiner Französischen. Was die dazu sagen? Weil jetzt mag die mich noch. Ist ja mehr sowas Alter. Einmal gelassen. Die redet. Ja, die unterbricht Lehrer, die macht die Schüler. Ja, die redet, wenn du gesagt hast. Ah, ich hab gesagt, die wo. Bitte. Nee, ich hab da noch nicht wenn ich so eine Frage habe, dann sagt sie ja der Name von der Person. Dann so gesagt, ah, okay, ich will Kraft und dann ruf oder so rein. Und dann auch so gesagt, ja, danke, Lava. Und dann auch jetzt ich. Das ist halt so eine, du meldest dich bei so einer Frage, wo du die unbedingt beantworten willst und dann ruf du die Lava. Nee, bei mir ist das auch so, man zieht die mündliche Note einfach. Ja, das macht man auch. Ja, einmal die Rede so viel und wir. Und die unterbricht auch Lehrer und korrigiert Lehrer. Bei so Menschen würde ich halt die mündliche Note auch nicht gut machen. Nee. Und ich würde sagen, Alter, das ist eine mündliche nicht, ist nicht dran. Ja. So. Ich meine, gestern war es nicht so schön, es war nur ein. Ich guck die so an. Mit 16 kann man sich da mal holen. Ja, ich guck die so an. Ich denke mir so, hey, heute ist sie gar nicht so schön französisch und dann kommt das. Ja, aber weißt du, man kann sich doch mal zusammenreißen mit 16 Jahren. Was ist denn das? Könnte ich gar nicht leiden. Das ist auch die erste, mit der ich aus meiner Klasse geredet habe, bevor wir überhaupt Klassen eingeteilt wurden, weil die mich einfach angucken. Ich habe schon voll gelabert am Anfang. Ich wollte mich eigentlich neben die setzen. Ich habe so gut, oder aus meiner Klasse, also nicht jeder, die meisten haben schon, mit denen ich schon geredet habe, die sagen, oh, die redet es nicht, die unterbricht jeden. Wie heißt die? Das bleibt so. Es gibt schon Leute, die so ein Design machen, die das dann so sehen würden und sagen, bleibt so wirklich so haben. So hässlich ist es. Ich würde man das so genau nach mit dem Mini machen. Oh Gott, das ist schlimm. Ich spreche hier. Man muss sich vorstellen, da wo das Weiß anfängt, so dann die Hände früher. Kürzer sogar. Ich schwör's dir. Das war nochmal kürzer. Ich habe immer noch richtig kurz da. Ich habe letztens wieder welche von mir gesehen. Ja, ich auch. Hässlich, ey. Ja, wirklich so noch einen Millimeter weiter drunter, wenn nicht sogar noch mehr. Warte mal. Da, wo das Weiße ganz unten angefangen hat, so lang war die. Ich schau mal schon. Guck los. Ich dachte, das wäre lange. Ich hab gedacht, das wäre lange. Ich finde, boah, das war schon lange Nägel. Oh mein Gott, ich dachte, die wären lang. Ja, das war mir neu. Ja, ne? Da dachte ich, die wären voll lang. Ja, echt so, jetzt ist was geändert. Was ist das? Ich habe ja gar nicht so einen guten Nageltermin ausgesucht. Bei 2,5 Wochen heiratet die Kimberly. Und davor muss ich nochmal neu. Na hä? Es kommt drauf an, wie die aussehen. Wie rausgewachsen die sind. Nico, was für Nägel wir hatten. Darfst du noch die lange her? Ja, ich hatte immer die längeren. Irgendwann hat es sich ja verändert. Bitte Vorsicht. Wir dauern doch schon länger. Schön, dass du so ein Bild von deiner Mutter hast. Dann können wir. Ja, ja. Dankeschön. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Danke. Bitte, mit Farbe? Sie. Ich! Fall auf!
Hello, ok. Tôi va thần nhé. Yeah. Kann man hier mit Karte bezahlen oder nur bar? Nur bar. Jetzt könnte ich ja gehen. Oder PayPal? Nee, geht nicht. Okay. Ja, ich schreib's dir. Wo ist denn dein Automat? Dann du wieder von. Halt die Fresse. Das ist nicht so weit von hier. Ich finde, das ist so weit. Ja, oder such einen anderen, aber ich weiß nicht. Einen Moment. Ja. Meine Karte ist vorne in dieser kleinen Tasche drin. Mal hier bei dem Rest hat das ganz vorne. Wie viel kostet das ungefähr? Ungefähr mit Steigen so. Mhm. 60 Euro, bitte. 60? Ja. Ja, okay, das will ich.
Haben Sie auch ein dunkleres Brot? Dunkel. Aber nur auf den Ringfinger. Hier, ja. Hier, ja. Ja. Dankeschön. Als ob das so anstrengend war, so ein Schild. Ja, ich bin von dir heute. Warum? Ja, weil ich das so anstrengend. Ich hätte hier auch keine Kämpfe mit dem Laufen können. Bitte. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber. Tür. Oh. Ach so. Ja, danke schön. Ciao. Ciao.
Em chào chị. Chị có khỏe không chị ơi? Soll ich den Orangensaft tun? Nee, nur die Tüten. Gute Entscheidung. Du bist fast durch das Gefühl. Ja. Doch, ich bin die Frau war schön. Ja, wie viel hast du denn bei deinem Größen bezahlt? Ui dồi, mãi mới xong. Ja. 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 Pretty. Schön. Pretty. Kannst du das nächste Mal machen? Ja. Nicht so ähnlich. Ich mach mal Spaghettis. Aber das ist dann, glaube ich, das sind nur so dünne Teile. Das ja, ist ja. So eine Frage. Frage ich mich halt auch, weil du kommst halt freiwillig mit. Ich bin halt eigentlich schon nett. Ja, du hast halt einfach nichts anderes zu tun. Hey. Tut mir leid. Chào mọi người nhé.